chào anh em đã bước kênh chung của nhí anh em. Sau một khoảng thời gian mình vắng bóng anh em thì bây giờ mình quay lại anh em. Hai ba tuần rồi mình không ra được clip anh em ơi. Rồi nay mình đi chơi heo vui anh em. Sợ mưa mình đem tới má mình đi rồi lỡ mình test 065 này luôn nha anh em. Tại vì ít ca đen, ít ca black thì mình chỉ có bữa giờ mình bắn full thôi anh em. Giờ thì mình kéo tới má thử mình bắn coi cái độ lực nó đủ để đi mình đi săn không anh em. Rồi nay thì đi khẩu này thì 13 19 120 nha anh em. Đây rồi tem mình đi đây anh em, 6 người với nhiêu anh em đó, có 5 đô anh em, tài người đen lắc gì đó anh em, với tính nha anh em, với hai nhóc. Rồi anh em thì nhớ đón xem cuộc hành trình của mấy anh em mình ngày hôm nay nha, coi ngày hôm nay anh em mình bắn được gì nha anh em. Rồi let's go nha anh em. Đổ anh em. Tới đây. Nó xả xuống này anh em. Chín viên rồi, tính coi kiếm tiếp bình tĩnh. Chín viên rồi. Bay kiểu gì nổi mà bay. Khu này mất tiêu luôn. Khu này mất tiêu luôn rồi. Tầm đường tu nha anh em. Chết rồi. Chết trong này nè. Chán giờ đựng con một. Chán không nói luôn. Dừng cái em chạy xuống bắn liền. Dừng. Đi đầu, hay đầu. Con này. Đi đầu, hay đầu. Con này. Hay đầu. Con này. Mở xuống kìa. Một người Việt bên đây. Từ từ má coi tự nó chạy rồi nè, mất tiêu nè, con mày bị mất tiêu nè, mất tiêu nè, nước ngọt mà tôi cũng thấy hay. Tôi thấy nó gớt ở đây. Ừ thì tôi thấy nó rất ngọt rồi. Tụi nó ôm bê chạy à. Tụi nó ngựa. Ủa? Nó chạy cái gì. Chết luôn hả? Chết ngọt, gớt ngọt luôn mà. Thấy gớt ngọt ngọt ràng. Nù. Ba con rồi sáng giờ không đẹp. Sáng giờ ở bay hơi bị nhiều mình đẹp
Rồi thấy mình đứng ở ngoài mình thấy rớt ngọt luôn anh em, rớt cái này cũng ngọt, ngọt rớt luôn. Là ngay gốc cây luôn phải không? Ừ. Nó rớt ngay gốc cây này luôn nè. Tôi sợ nó chạy nè. Sợ nó xuống đó nó chạy vô kiếm thôi. Chết anh em. Chết anh em. Rớt mình bịp anh em. Nãy này cũng nhìn mình sộp nữa. Qua đây nó phải chết. Mưa quá không biết quậy anh em thấy không anh em. Lao lao nước cho anh em. Rồi kìa anh em. Tạm anh em. Hên quá anh em. Bếp con rồi nè. Bụm. Mới mày đi ra luôn á. Trời em gượt tưởng ngoài vô đây. Ờ vậy hả? Anh mới vừa cho mày bước ra luôn á trời. Dễ ăn rồi. Một con. Nãy giờ gượt nó tự con ngoài vô đó. Trời 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 anh vừa bước cho mày bước ra luôn á. Nó vừa láp lại vậy. Ừ. Hay thiệt. Một con anh em. Nghe kêu đít 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 nãy giờ không? Ừ. Nó đó. Bộ con này nó già. Gì? 4-5 con luôn á. Nó già nè. Tính ơi nó bự. Mới trúng đầu nó chết luôn. Cắm đầu gớt luôn. Trúng hả? Rồi do rồi. Ủa? Nách ngang quá. Không con này còn nguyên. Con này nguyên si à. Không biết cổ đầu gì á. Bắn cổ đầu vậy á, bắn gọc má chết mấy. Xếp chân mày nữa hay gì? Không, không xếp chân mày. Con này rất chết ngọt chết luôn mà xếp chân mày là nó sống. Máu không biết chết đâu chúng đâu. Ok vậy. Nó đây nè. Thì anh nghe kêu kêu anh đi vô, anh không biết nó đi nè. Con bẹp anh em, tục anh em ơi. Con em nè, hồ kiếm gấp à, ngước đầu luôn em. Bấm ngay đầu cành cá ná cho anh em. Bầy sò nó qua đuổi tôi hú anh em, nó nghe tiếng tôi hú á. Quá bự anh em. Một em có kiến viên hồ bíp bíp. Rồi tiếp tục anh em. Để em coi còn tổ hú không anh em. Trời nó kêu rồi anh em. Một con. Một con. Trúng rồi anh Chính. Lên 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 anh Tính. Lên anh Tính.
đó 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 nó chích đạn nó sẵn rồi đó. Lộn con này anh tính. Lộn con. Lộn con này anh tính. Kệ anh tính. Thấy nó chưa? Hai con lận. Hai con. Còn con bắn anh nó lũi đây nè. Chạy chạy mi bịp nổ bóp rồi không xi nhê chạy. Con này lũi anh đến này. Con mới bắn nổ là té luôn chưa? Té đầu nó đáp lên đây, nó đáp bên anh, em kêu anh rồi anh chạy vô chứ gì nó bay rồi đó. Bay ra ngoài luôn rồi. Chạy xà xạo trong đây nè. Nó lũi cái gì vậy nè. Cô thấy chim gớt không cô? Thấy con chim nó mới gớt đây không? Con thấy sao? Ừ. Con thấy sao? Con thấy hả cô? Nãy mới trên đây nè, con bắn nó gớt. Con sợ nó gớt bên trong á, cô lại tới chưa thấy. Dạ. À thấy rồi cô ơi. Nó đây. Đây đây nè. Hết sọ. Một con cu nữa nè. Ồ chị hay ghê, gớt xuống dưới đây luôn. Xà rồi chúng ơi, nó bay về chúng ơi. Bay qua càng bát gõ càng. Kìa. Tiếp tục anh em để mình gặp cho hú nè. Trời ơi. Vậy để con thấy viên đạn không? Slow lại cho anh em coi viên đạn đi ngay bon luôn anh em. Rồi tiếp tục anh em. Tính. Còn tính nó đâu anh tính? Đâu vậy? Bữa nào vậy? Để em qua kiếm đường qua cái nha. Rớt anh em có hú anh nè. Chết mộng có đường qua tính ơi.
Đâu rồi, đâu rồi? Còn thấy nó không? Nó chết rồi, nó gớt rồi phải không? Để xử lại cái này, hai con. Có cậu anh Tính ơi. Ê dạ, dạ. Còn còn không Tính? Còn lại chưa? Bữa nào với anh Tính? Này không? Để em lượm xong có thấy mình quay tiếp anh em xem anh em. Đây anh em, mình có hú rồi anh em. Đây. Nãy vậy chui trong bụi vô nước anh em. Mình chui chổng cái ông nghệ nó gượt mình. Chạy vòng 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 vòng. Còn nha anh em, tôi hú anh em. Con này xiên ức. Xiên ức mà hồi nãy nó xiên ngọt quá anh em. Nè, hay vô ức nè. Đây ra nắng cho anh em xem nè. Đó. Vậy mà nó bay. Bây giờ trong đó nó là ép nãy giờ anh em. Rồi, tiếp tục anh em ơi. Thấy không? Ủa con Phướng hả? Phướng mọi ơi. Một con hú không bắn thì bắn con Phướng. Rồi la làng. Nhảy cái bận 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 tôi Phướng quay vô. Rồi la làng. Có lực con anh em. Kẻ lấy cái kiểu vô. Đứng luôn em ơi, tưởng tôi hú. Chết con anh em. Ấy gì vậy? Ấy gì vậy? Ủa? Gì chạy? Đuổi nháo chạy. Bắn học chúng cái một. Ôi con sông quê liền. Cái sông ơi. Đồ là đồ là đồ. Thằng hắn nhắm mày, ai muốn nhắm vậy rồi nó nhắm chục giây. Nó lợi kìa. Vô lùm chim 5 đô anh em.
đang bơi. Thấy à, khỏi cho con nhỏ lội đâu, giờ này lội nếu mà lội. Trời, máy dép bự có lợi không? Một cuôn. Ừ, đủ đá rồi. Thôi. Đầu lúc lại. Tiếp tục nha anh em. Cù. Gắt đây, gắt nước luôn, cù. Cù. Nhí hả? Ừ. Ừ. Thấy không? Thấy con cu không? Tọp ra luôn đi. Nó mặc cái áo rồi chị. Đây. Áo bạn ơi, ơi. Lụm đây. Đây muốn được tiểu đệ lụm cu anh em. Rồi thưởng cho hai con cu. Rồi cho cái đầu bìm bẹp được không? Đồ mát nữa trời, khang mát nữa trời. Rồi. Chụp đi, cu nó có cắn mày đâu mà mày sợ. Mày sắm giống buồn què gì dưới đó vậy? Ôi chén hồ gì xong than đau chết rồi. Chết rồi, cô quên em. Rồi tục anh em ơi, xong đó Nam Đâu, xử Nam Đâu đó trên tàu dừa kìa, chết luôn, hay quá Tài, chết luôn, hay quá Tài ơi. Whip whip dính luôn rồi, dính đi cây dừa luôn rồi. Whip 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 á, à, Tài không đỉnh quá anh em, mình làm viên cái mày qua đó, Tài uống viên đó anh em. Chết rồi, chết rồi, con này ở đầu rồi. Ừ ừ, con bắn viên đầu ngay đâu vậy, nghe ức cái gì á, ngay đây phải không, Tài cho ngay ở đâu luôn. Giờ tôi giờ đỉnh bắn Tài quất cái bóc luôn trời. À, Tài dữ trời. Tài đỉnh thiệt chứ. Rồi tiếp tục anh em ơi. Còn anh này. Giờ đỉnh bắn luôn á. Ê, tôi hút, tôi hút. Tôi hút trọng á. Nó bay qua đó mà. Bắn nặng dữ ra. Dạ. Hên đó chú ơi. Rớt anh em. Cái cánh. Rớt mò khóa cửa rồi. Cái lụm trời. Con lên em.
thằng con nó lại nha. Rất lông nè. Mày rất lông nha, lông bay kìa. Một con. Rồi tiếp tục anh em mà đem leo vào bản nữa nè. Mệt quá. Dừng lại là bút. Dừng lại đi. Chính dính dưới đất. Chính dính dưới đất. Trời ơi. Đâu vậy? Còn không? Rồi, hello anh em. Thì kết thúc hành trình anh em đi săn ngày hôm nay nha anh em. Em mình thì cũng gom lại anh em. Đây được nhiều anh em. Đây được nhiều. 4 bịp tù hú, phướng với con này bữa đây mình tiêu diệt nó nha anh em. Con nào trong 3 con này là con nào cũng chín mình duyên hết trơn. Với mới cu anh em. Rồi ngày mình đi với cây này nha anh em. Thì mưa cũng nhiều anh em, rồi nằm chờ chú mưa cũng 1 tiếng ngoài 2 tiếng đồng hồ mới được đi săn tiếp anh em ơi. Này được trứng rắn hồi nãy của bạn Nam, có anh nào làm YouTube với anh em cho nè. Hồi anh em mình nướng rồi anh em mình ăn rồi ở đây ăn giả ngoài đồng nha anh em. Đây. Rồi để mình nhổ lông rồi mình có gì mình nướng rồi mình quay tiếp cho anh em xem nha anh em. Đây, cảnh quá đẹp luôn anh em. Rồi. Rồi, hello anh em, thì chính là anh em được mấy con này, còn bên đây còn mớ anh em đang nướng. Đây anh em. Bíp bíp dữ chạy. Rồi, mời anh em cái đầu đẹp nha anh em. Cắt cái con. Quá ngon, quá ngon. Con cu này mày cắt cái dao làm gì vậy? Xé nhẹ cái. Ngon hán. Ủa khoan, hồi nãy lấy dưa leo ra để ăn mà sao giờ ăn sạch chứ. Còn đâu ăn? Cá đùng. Hai con báo ăn hết. Quá ngon này mày. Ây da, chị chỉnh chung mày. Dài quá hả? Bị ứ, nướng đi. Hai cái đùng để anh xé ra được. Mình nướng mà. Con chín không? Con ngáo hả? Chín nè, chín cái lực. Nướng. Chín chừng á. Chín chừng á. Cù nó béo đó. Ở xé này kỳ vậy. Xé còn cái cục ức cho báo luôn nè. Hú lắm xé cho nó. Chưa có ăn mà. Nhường nãy, nãy thằng Sang xé rồi nè, chắc chưa, Sang xé rồi. Cắt cái đùi rồi. Cái đùi mà cắt, xé cái một ra nó gọn băng. Giờ ăn rồi anh em, tranh thủ ăn. Tối rồi. Cái đùi cu quằn. Vừa cứ giặt. Ừ. Ngon lắm anh em ơi. Ngon. Ngon. Dữ rồi. Ba cái nực nướng mà vừa chín nó ngọt. Bữa nào cho mình nóng nướng thử chứ sao chữ thần ra đi quên. Thì dính luôn. Gắp bếp ra. Con cá phô cầu dính nhất các bạn. Bữa bắn được ăn rồi. Cái này. Cái gì vậy? Tại xí phô cầu con chú hú mình nữa nè. Nướng chín thì dọn ra dùng à. Hú bằng ngon tốt các em. Hú ha. Đây, và đây em thấy đi chưa chín không? Chú hú nha. Ừ. Nó thơm. Nó mùi nhang. Đó mà anh em cần miếng này đâu. Đó đó. Đó vậy. Thịt có hú anh. Quá đã. Nên anh em mình tranh thủ ăn nha anh em. Đây cái ức nha anh em. Mời anh em nha. Rồi chấm anh em tranh thủ ăn sớm về về anh em ơi. Rồi anh em xem video anh em thấy hay like một lượt cái kênh anh em. Đang quay đâu rồi. Rồi hẹn anh em một clip tiếp theo nha. Quá ngon bạn. Rồi bye bye anh em. Chạy miếng luôn anh em ơi. Đấy.